Út Lượng xin chào cả nhà. Nhìn cả nhà, cả nhà thấy con dưa leo nó nằm dưới đất nè, dưới đất nè, dưa leo chưa bò lên mà trái nhiều chưa. Thì Út Lượng hái dưa leo nha. Này, dưa loại đang ngon cả nhà. Đã. Dưa leo mà nằm dưới đất nè, mà trái sai chưa. Một bụi nó mà nhiều quá. Nhìn thấy đẻ không? Sai ơi sai. Đây là trái nhỏ này. Rồi đi ăn ngon. Vô mình ngọt. Nhìn thấy đẻ nha. Đây dưa leo đầu mùa này Út Lượng chưa làm vàng cho nó nha. Mới ở dưới đất mà trái nhiều chưa. Nằm dưới đất chưa bỏ lên vàng mà trái sai luôn. Còn hoa nó nữa nè. Cái con nữa nè. Cái hoa nữa nè. Đây nhìn thấy không? Mình chưa cái làm vàng ở dưới kia coi con ốc này làm trầy cái dè của nó. Mùa đây đó tao chuẩn bị nó ấm á. Rồi dưa leo nó kia sao đó. Để chưa. Dưa leo này mấy hố ăn nó ngọt nha. Mấy cái dây này trái con nhiều chưa nè, con nhỏ nè, cả nhà thấy không, đây mấy cái bông nữa nè, trái con nè, trái nhỏ nhỏ này nó mới lớn à, mới có rễ dưới đất chưa có chờ nó bò lên vàng, chưa làm vàng nè, cả nhà thấy không? Ông nhiều sai rồi. Mùa đây cũng bị ấm á, cũng bị mùa hè rồi. Nên mình trồng dưa leo á trái sai lắm. Mấy cái đầu mùa này hả, hái cũng nhiều mà. Mình thấy trái nó nhỏ nhỏ, sai vậy. Cái cây hoa. Mấy cây bự mình hái trước vài bữa cái đây là bắt đầu nó nhanh lớn hả vậy nha. Trái đây nữa nè. Dưa leo rồi đây ăn nó giòn ngon lắm. Mùa đây cũng còn ốc á, nên mấy con ốc nó hay làm cái dê nó xấu mà. Trái nhỏ nữa nè, dạ bữa nay lớn hái. Đây, Út Lượng hái được một rổ dưa leo đầu mùa này cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video, chúc cả nhà có một ngày thật vui vẻ. Tạm biệt, bye, cảm ơn rất nhiều.